có những cái trường hợp bọn em còn mất cả những cái đồng hồ Rolex. Nhà buồng là một trong những cái nơi mà đảm bảo cho khách hàng có một giấc ngủ tốt. Nếu mà nhà buồng không làm vệ sinh tốt thì khách không có một sự trải nghiệm tốt. Sao tự nhiên nó lại dính vào đây? Khách sạn là một tài sản lớn và đầu tư rất nhiều tiền, nhưng cái tài sản này nó xuống cấp nhanh hoặc nó được giữ bền với thời gian phụ thuộc rất nhiều vào người quản lý của housekeeping, đúng không? Đúng rồi ạ. Đối với em, em xuất thân từ bộ phận buồng, em đi lên từ nhân viên buồng và em rất quý trọng cái nghề buồng. Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Khách mời của chúng ta hôm nay là một vị khách rất thú vị, đấy là bạn Đoàn. Bắt đầu sự nghiệp của mình từ vị trí của nhà buồng housekeeping và đến ngày hôm nay bạn đã là giám đốc điều hành của chuỗi khách sạn Paradise ở Hà Nội. Đây là một chuỗi khách sạn mà kinh doanh rất thành công. Mình cũng chia sẻ mọi người luôn là tháng 9 vừa rồi Hà Nội là một tháng rất thấp điểm, nhưng khách sạn này vẫn trên 90% công suất. Bạn này kinh doanh rất thành công, rất được, cảm ơn đúng anh. Không? Cảm ơn anh rất nhiều. Chào Đoàn. Dạ vâng. Chào em đã tới với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Dạ vâng. Em giới thiệu một chút về bản thân mình cho mọi người nhỉ? Dạ vâng, em chào anh. Rất là hân hạnh hôm nay có buổi podcast ngày hôm nay. Ừ. Em cũng xin phép được tự giới thiệu. Em tên đầy đủ là Ngô Anh Đoàn. Hiện tại thì em cũng đã công tác trong ngành được từ năm 97. Khoảng hơn 20 năm. Em làm thì vị trí giống như anh đã nói, em cũng xuất phát điểm của em là một nhân viên public. Em cũng kinh qua một số các cái khách sạn thuộc tập đoàn, ví dụ như là Sheraton, IHG, Sunway và Lotte. Em cũng đã từng làm ở tập đoàn, ví dụ như tập đoàn của TNH và tập đoàn BIM. Và hiện tại thì em đang công tác tại chuỗi của khách sạn Peridot với vị trí là giám đốc điều hành chung của chuỗi, cộng với lại điều hành trực tiếp khách sạn Peridot Grand ở 33 Đường Thành này. Rất vui được trò chuyện với anh ngày hôm nay. Cảm ơn Đoàn đã nhận lời mời của kênh Hotel Việt Nam. Dạ. Và trong chương trình qua ngày hôm nay chúng ta cũng thấy nó sẽ đặc biệt hơn và khác hơn, là một format mới quay luôn tại sảnh lobby của khách sạn nơi chính bạn đang làm việc. Cho nên trong cái không gian và quay này mình sẽ thấy rằng là thỉnh thoảng có khách đi qua đi lại hoặc có nhân viên để cho mọi người thấy sức sống của khách sạn, đúng không? Cảm ơn anh. Khách sạn rất đẹp, lobby rất thích. Anh đã đến đây nhiều lần từ thời ngày xưa bạn Tuấn Lâm điều hành ở đây. Bạn điều hành khách sạn rất thành công và đến bây giờ em vẫn tiếp nối Tuấn Lâm và đang làm càng ngày càng tốt hơn nữa, đúng không? Dạ vâng. Thế thì buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh muốn là mình sẽ nói chuyện nhiều về cái quá trình phát triển của mình từ nghề housekeeping. Vâng. Tại vì cái nghề này ít khi được nhiều người nói đến, mà mọi người hay thường nói đến là sale, marketing hoặc lễ tân, các bộ phận tiếp xúc với khách, nhưng thực ra bộ phận housekeeping là bộ phận rất là quan trọng, đúng không? Dạ vâng. Thế thì housekeeping mọi người thường nghĩ rằng đấy là một cái bộ phận mà người làm vệ sinh phòng hoặc các khu vực công cộng cho khách. Thực ra nó không phải là đơn giản như vậy. Housekeeping đây là mọi người tạo ra một sự trải nghiệm cho khách hàng đến khách sạn, đúng không? Thế thì em có thể chia sẻ một chút về công việc khi bắt đầu em làm việc thì như thế nào không? Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra thì sau khi ra trường thì em được tuyển vào khách sạn Sheraton. Thời đó là em nhớ là năm 1997. Thì em được tuyển vào đấy là một vị trí, đó là Public Attendant. Sau một năm hoạt động training, thực ra thì ở thời điểm đấy là một năm hoạt động training đào tạo. Xong sau đó thì khủng hoảng tài chính Đông Nam Á năm 1998 thì khách sạn đã phải đóng cửa, thì em chuyển sang bên khách sạn Sunway. Và vị trí của em cũng starting là vị trí nhân viên public. Thực ra thì công việc của mỗi một người trong khách sạn em nghĩ là đều rất là quan trọng. Vấn đề ở đây là mình yêu thích công việc đấy, mà mình phát triển cái công việc đấy như thế nào. Thì em khi lúc mới vào nghề, mới vào ngành du lịch á, thì nhìn thấy một người trưởng bộ phận của một khách sạn là một người nước ngoài điều hành một trưởng bộ phận đấy thì thực sự là rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ rất... xong rồi không biết bao giờ mình sẽ được lên vị trí này. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì khi mà làm như vậy thì em luôn luôn
cá nhân em luôn luôn cố gắng hoàn thành cái công việc đó. Từ lúc đấy thì em cũng đã luôn luôn có một cái suy nghĩ, đó là cố gắng làm sao mình học hỏi được thêm những cái vị trí của bộ phận buồng. Thực ra thì em đã trải nghiệm tất cả các vị trí của bộ phận buồng. Sau khi em làm public, xong rồi em lên em làm room attendant, em làm mini bar, em làm laundry, tất cả các vị trí đó trước khi mà em lên vị trí supervisor. Cho anh ngắt lời một chút có được không? Tại vì khi mình dùng từ public, rồi room attendant, rồi mini bar, rồi các vị trí khác, có thể là những người làm trong ngành, một người nghe và một người sẽ hiểu. Nhưng có thể một số người không hiểu, cũng như public có nghĩa là người làm vệ sinh các khu vực công cộng, đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi room attendant có nghĩa là một người làm dọn vệ sinh trong phòng, dọn phòng của khách. Xong mini bar là những người mà lo đi kiểm tra khách dùng mini bar như thế nào, hoặc mình xin áp, mình cho thiếu các đồ mini bar khi khách dùng mình lại cho vào tiếp, đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi làm giám sát. Làm giám sát có nghĩa rồi đi okay. kiểm tra rồi. Phòng rồi đi kiểm tra lên lịch, gọi là những cái lập các cái kế hoạch cho trên buồng, các cái công việc hàng ngày. Sau đấy thì em cũng có cơ duyên, thực sự là khi mà mình làm thì thứ nhất đâu đó có thể là mình cũng yêu công việc, thứ hai là mình cũng có những cái người sếp, những người thầy dạy dỗ, hướng dẫn, và sau đó thì em cũng đi lên vị trí trợ lý. Sau khoảng 5 năm sau thì em lên vị trí trưởng bộ phận. Thì em có làm trưởng bộ phận của khách sạn Sunway được 5 năm. Thì đấy là một trong những cái nơi mà em phát triển và đi lên đến vị trí trưởng bộ phận tốt nhất. Sunway, mình phải chia sẻ với mọi người mà đang theo dõi cái chương trình này này. Ngày xưa Sunway là một khách sạn 4 sao đúng không? Dạ vâng. Nhưng được đánh giá là một trong khách sạn 4 sao tốt nhất ở Hà Nội lúc ấy đúng không? Dạ vâng. Thực ra thì khi em mới vào khách sạn Sunway em cũng vì mình đang học ở trên học ở trường, và ở bên Sheraton thì em cũng chỉ học trên gọi là đào tạo trên sách vở. Nhưng khi thực tế vào Sunway thì thực sự là một cái môi trường em thấy là rất là tốt, bởi vì lúc đấy tất cả từ tổng giám đốc, trưởng bộ phận là đều là những người nước ngoài, và họ cũng là những cái người đã có từng trải trong cái nghề, và họ cũng dạy mình rất là nhiều. Thì đấy là một trong những cái mà điểm rất là mạnh và để cho giúp em hoàn thành những cái ước mơ mà mình trở thành một người trưởng bộ phận. Thì đấy, đó ở đó là một trong những cái nôi mà để cho em phát triển được cái nghề. Nhưng lại hỏi tiếp. Dạ. Trong một thời gian 5 năm đúng không? Dạ. Mình đã được lên được các vị trí quan trọng rồi lên được trưởng bộ phận. Dạ. Đấy là cái ngày đấy. Thế còn bây giờ nếu như để các bạn ấy mà mới bắt đầu vào làm rồi để được lên trưởng bộ phận thì với em có khó không, và làm thế nào để mọi người có thể lên được vị trí trưởng bộ phận? Em nghĩ là trước mắt ấy, thực ra là mình phải xác định với nhau một điều là chúng ta làm trong nghề du lịch, chúng ta học du lịch và chúng ta xuất phát điểm là trong nghề du lịch và chúng ta yêu cái nghề du lịch đấy. Và đặc biệt ví dụ chúng ta làm trong khách sạn thì chúng ta cần phải có cái sự tin tưởng đó trước, tự yêu nghề đó trước, và mình muốn phát triển trong nghề đấy. Trong cái lĩnh vực khách sạn hiện tại thì hầu như các khách sạn luôn luôn chú tâm quan trọng vào cái việc và phát triển nhân lực và phát triển tài năng. Thì nếu thực sự mà các bạn muốn phát triển, cái vị trí đầu tiên nó không quan trọng. Tất cả các khách sạn thì đều có những cái chương trình phát triển dành cho nhân viên, kể cả khách sạn Peridot hiện tại, và em nghĩ là các tập đoàn lớn cũng như vậy, luôn luôn có những cái chương trình để cho mọi người phát triển bản thân để đi lên. Thì nếu mọi người muốn phát triển thì em nghĩ là không có khó. Vấn đề là chúng ta có định hướng của chúng ta, và chúng ta kiên định và chúng ta yêu cái đó thì chúng ta sẽ phát triển được. Với em thì em nghĩ là như vậy. 5 năm, 6 năm hay kể cả 10 năm, nếu chúng ta có một cái mục tiêu rõ ràng, nhất định thì chúng ta sẽ phải hoàn thành được. Thì đó là cái mà em nghĩ là nếu mà tất cả mọi người ai muốn phát triển trong nghề du lịch đều được. Em cũng là một trong những cái người mà cũng phát triển từ ngành, từ nhân viên buồng, trong giống như anh giới thiệu lúc đầu cũng có rất là nhiều người phát triển từ nghề du lịch và cũng phát triển từ một vị trí nhân viên public hoặc là nhân viên bell. Bản thân sếp của em ngày xưa cũng là xuất phát từ bell nhưng mà sau đó cũng đi lên GM mà. Vấn đề là mình có xác định được mục tiêu của mình để mình đi định hướng cho nó và phát triển nó. Thế khi mới em bắt đầu vào làm nhân viên nhà buồng, làm khu vực công cộng, thì em có cảm thấy là mình
hơi ái ngại tại sao mình lại làm vị trí này, làm bộ phận này hay không, hay là mình có cản trở trong cái suy nghĩ hay như thế nào không? Thực ra thì mình phải phân định được hai cái. Thực ra thì em học, quá trình em học là em học lễ tân. Và em học trường khoa học xã hội và nhân văn thì em học trường quản trị du lịch. Tuy nhiên thì xuất phát điểm của em thì em biết em là người như thế nào. Em không phải là người gọi là người cởi mở, outgoing. Thế thì mình phải xác định được là mình đang cái điểm yếu của mình là như nào. Thì em chọn cái việc là làm việc ở background trước, back office trước, làm ở việc em không hình dung là gọi là làm những cái công việc mà không tiếp xúc với khách hàng ngày nhiều nhất. Sau đó thì mình sẽ qua quá trình làm việc thì mình sẽ học hỏi, trang bị cho mình thêm để mình tạo ra cái sự tự tin của mình trong giao tiếp, trong công việc. Thì sau đó thì em mới bắt đầu phát triển sang cái nghề khác. Thì lúc đầu ấy, khi mà em lên giám sát, em chia sẻ thật, đứng trước mặt mọi người họp morning briefing, họp giao ban đó, lúc đầu là rất là rút. Nhưng mà đấy, cứ giữ những cái lần như thế rồi mình làm hàng ngày thì trong quá trình đấy nó đỡ đi. Thì em nghĩ là em biết được cái điểm yếu của em thế nào và em định hướng được thì em sẽ phát triển được và em sẽ fulfill, em sẽ cố gắng làm sao học những cái điểm yếu và phát huy những cái điểm mạnh. Thứ hai nữa là em cũng học các cái trường du lịch cho nên vốn tiếng Anh của em trong cái thời điểm đó cũng khá là ổn để làm trong cái nghề buồng. Thì đó là cái mà em xác định trước và em đi phát triển cái đó. Em cũng không ngần ngại khi em làm một nhân viên public cả, bởi vì là chính cái khi em làm ở khách sạn Sheraton, tổng giám đốc của bên em xuất phát thân khi mà giới thiệu bản thân, xuất phát điểm từ nhân viên bell mà lên đến làm tổng giám đốc khách sạn, thì em nghĩ là em cũng có thể cũng giống như mọi người được thôi ạ. Thì tất cả mọi người xuất phát điểm từ những cái vị trí rất là từ ban đầu. Vâng. Thế nhưng đã rất thành công. Thành công đấy thì anh nghĩ đúng là đầu tiên là mình đam mê, yêu nghề và mình kiên định với con đường của mình, đúng không? Vâng. Nhưng sau khi em làm ở Sunway xong thì em chuyển sang Thì thực ra thì anh cũng biết Sunway là một khách sạn 4 sao. Về tất cả mọi thứ rất tốt. Thì sau đó năm 2008 thì em có ứng tuyển sang khách sạn của IAG, đó là cái khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake. Thì em ứng tuyển vào vị trí assistant và em cũng được tiếp nhận, bên Intercon cũng tiếp nhận em. Thì lý do em chuyển thực sự là em cũng muốn học hỏi trong những tập đoàn lớn hơn. IAG thì là một trong những tập đoàn hàng đầu của thế giới. Và hơn nữa là khi IAG vào Việt Nam thì Intercontinental Hà Nội Westlake là cái khách sạn đầu tiên và nó sẽ là một cái bước đệm cho toàn bộ cái chuỗi khách sạn IAG vào Việt Nam. Cho nên là những đội ngũ làm việc, training, đào tạo, quy trình, quy chuẩn, đó là một bộ rất chuẩn. Thì em muốn là em được phát triển hơn, học hỏi nhiều hơn và đảm bảo được cái sự hiểu biết của em về nghề buồng cũng như về khách sạn. Thì IAG là một trong những cái nơi mà em muốn chuyển đến. Và thì lúc đó em cũng làm vị trí đó và cái thời gian đấy là cái thời gian opening. Thực ra thì không cái gì mà học hỏi nhanh, phát triển tốt bằng là mình chủ động là mở cửa làm việc với những khách sạn mở cửa. Vì nó sẽ đi từ đầu đến cuối, đi từ lúc set up, đi từ những cái nhỏ nhất, từ những quy trình, từ những vật dụng, từ những cái tuyển dụng, cách phỏng vấn con người như thế nào, đến lúc mà mình vận hành. Khi mà mình khai trương xong một cái khách sạn, thực sự đó nó là một cái sản phẩm của mình, nó giống như một cái baby, rất là hạnh phúc, rất là thích. Và sau đó thì mình vận hành nó, mọi người khi mà trong quá trình mở cửa, tuyển dụng mở cửa thì đúng là một thời gian mọi người khó có thể quên được trong cái nghề du lịch. Em nghĩ là ở đâu cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là cái nghề du lịch housekeeping cũng như là front office, tất cả các mọi người. Nhưng housekeeping thì là một cái hơi khác biệt một chút, bởi vì là
họ phải nhận bàn giao phòng, tổng vệ sinh phòng, set up phòng, nhận đồ. Có những hôm 1-2 giờ đêm một cái xe container rất lớn chuyển đến và mọi người lại từ nhà đi. Đó những một cái kỷ niệm là thực sự là nó giống như là mọi người cùng một cái tinh thần, cùng một cái chí hướng để làm sao hướng đến một cái ngày khai trương nó được toàn vẹn hơn, cho khách một sự trải nghiệm tốt hơn. Thì em nghĩ là đấy là một trong những cái em có một trải nghiệm rất là tốt. Anh thường hay nói với mọi người đấy, cái kinh nghiệm pre-opening có nghĩa là kinh nghiệm mà tiền khai trương rồi setup cho khai trương là một kinh nghiệm vô cùng quý báu và không phải ai cũng có được, kể cả rất nhiều các tổng giám đốc của khách sạn 5 sao không phải ai cũng có kinh nghiệm đấy. Cho nên thường các bạn nào có kinh nghiệm pre-opening ấy, thì khi các bạn chuyển sang một khách sạn mới, một resort mới, một property mới luôn luôn được mọi người đánh giá rất cao và luôn luôn là sẽ dễ được mọi người chọn hơn, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái trong giai đoạn làm pre-opening đấy nó có quá nhiều thứ, quá nhiều việc để phải làm nó. Dạ. Thì kinh nghiệm của em đúc kết là sau khi mà giai đoạn pre-opening setup đấy thì để khuyên cho những người sau này cũng có thể là setup những cái khách sạn mới. Dạ. Thì kinh nghiệm của em đấy sẽ là cái gì để em chia sẻ với mọi người? Em nghĩ là kinh nghiệm setup thì thứ nhất mình phải quy hoạch được. Ví dụ như là mình được nhận vào làm chức, thông thường các tập đoàn thì trưởng bộ phận buồng sẽ vào trước khi khai trương khoảng đâu đó 5 đến 4 đến 5 tháng. Thế thì mình sẽ phải hoạch định được việc gì mình phải làm trước, việc gì mình phải làm sau. Các tập đoàn thì nó sẽ có một list các cái công việc. Bản thân mình cũng phải gây ra một list các cái công việc, có nghĩa là trong cái nghề du lịch nó gọi là critical path. Thì nó sẽ phân định ra từ là mình sẽ phân ra là mới đầu là phải phần nhân sự sẽ làm cái gì, sau giai đoạn sau thì mình sẽ phải mua cái gì, OS&E, FF&E, các cái vật dụng dụng cụ làm như thế nào, nhân sự mình bố trí làm sao, kế hoạch tuyển dụng như thế nào, ai vào trước ai vào sau, rồi kế hoạch nhận bàn giao ra làm sao, checklist như thế nào, chuẩn bị hết tất tật tật, rồi kế hoạch nhận hàng như thế nào, kế hoạch setup làm sao, từ trang thiết bị rồi trang trí hoa rồi tất tật tật từ A đến Z cho cả một cái bộ phận buồng. Thực ra thì em cũng chia sẻ là bộ phận buồng là một trong những cái bộ phận mà giữ một khối tài sản rất lớn của khách sạn. Thứ nhất là về phần trên phòng, anh cũng về đầu tư cho trên phòng rất là lớn. Số lượng phòng trong khách sạn cũng rất là lớn so với lại F&B, giường chiếu để tất tật tật mọi thứ mình phải có một cái kế hoạch rất là cụ thể để mình làm việc. Và lúc đấy cũng là cái lúc mà mình làm việc với tất cả các cái phòng ban để đưa ra những cái quy định chính sách, để thực hiện những cái quy trình, để sau này khi mà vận hành nó sẽ được trơn tru. Và lúc đấy là lúc mà tất cả các phòng ban đều phải cùng một mục đích và phải hiểu sâu về những cái quy trình phối hợp giữa các bộ phận nữa. Thì đấy là những cái mà em nghĩ là phải có một cái critical path để rất là chuẩn, thì chúng ta cùng nhau thực hiện cái nào xong thì tích, và cái nào nên làm trước, ví dụ trước bao nhiêu tháng phải hoàn thành cái gì, trước opening bao nhiêu tháng, và trước trước đấy 4 tháng thì phải làm xong cái gì, 3 tháng phải làm xong cái gì, 2 tháng phải làm xong cái gì. Và lúc đó là bắt đầu chúng ta đưa vào setup, mở cửa, trial run rất nhiều. Sau khi làm pre-opening xong làm ở Intercontinental Hà Nội Westlake, thì em tiếp tục thay đổi đúng không? Dạ vâng, em thì sau khi ở vị trí Intercontinental Hà Nội Westlake thì em là vị trí assistant. Nhưng mà khi bên Crown West Hà Nội là cùng tập đoàn của IG, khi mở cửa sang thì em cũng được đón nhận là một vị trí executive housekeeper, và em lại tiếp tục mở cửa con đấy. Và em trong 4 tháng sau thì em cũng thành công mở cửa cái khách sạn Crown West Hà Nội. Thì em phụ trách hai mảng, đó là một mảng của hotel và hai là căn hộ. Bên khách sạn thì hơn 300 phòng, bên căn hộ thì hơn 200 căn để căn hộ cho thuê. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm mà em là người, đấy là vị trí đầu tiên mà em đứng làm trưởng bộ phận buồng khai trương opening một cái khách sạn. Nhưng thực chất thì em cũng đã có kinh nghiệm là khai trương của một khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake. Hơn nữa là những cái bộ tiêu chuẩn của IHG thì em cũng đã nắm rất là rõ. Ngoài ra thì
Em cũng có cơ may là em làm việc với những người sếp người giống như những người thầy, coaching hướng dẫn em rất là nhiều để cho em hoàn thành được cái công việc đấy. Em cũng nhận được sự hỗ thuận rất tốt từ chủ đầu tư trong quá trình mà làm việc để mua những cái đồ để cho nó đúng với tiêu chuẩn của tập đoàn. Thực ra thì tập đoàn nó có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Em lấy đơn cử, ví dụ như một cái ga giường á, thì nó phải có là màu sắc, chất liệu, mật độ sợi, kích cỡ ra làm sao, thì đó là những cái mà nó có một bộ tiêu chuẩn. Đấy là đơn cử chỉ là một cái như vậy thôi. Trong phòng thì nó rất nhiều. Em lấy ví dụ chia ra là bedroom linen và bathroom linen, rồi thì khu vực công cộng như thế nào, nó rất là nhiều các tiêu chuẩn. Thì em cũng được sự hậu thuẫn của cả bên tập đoàn, chủ đầu tư, thì em cũng đã thành công khai trương cái khách sạn đấy. Mà em nhớ không nhầm thì cái khách sạn đấy em thành công hơn nữa, đó là bọn em đón cái đại hội đảng 18 và rất thành công. Chủ tịch nước rồi tất cả mọi người đều đến kiểm tra và cũng rất khen về dịch vụ đấy, mặc dù là thời gian rất là ngắn để cho bọn em hoàn thành cái công việc đấy. Thì em thấy đấy là một sự nỗ lực, và đấy cũng là thêm một cái kinh nghiệm nữa cho opening. Và em với cương vị em là một người trưởng bộ phận thì em thấy là em cũng có khá nhiều các cái sự hậu thuẫn, support. Ngoài cả cấp trên thì em cũng có một đội ngũ nhân viên, khi mà tuyển dụng vào mọi người cũng rất đồng lòng cùng em để xây dựng. Thực ra thì anh cũng hình dung là sau một cái khách sạn, sau một cái công trường, rồi bàn giao, sửa đi phách, vừa làm phòng lại vừa sửa đi phách xong lại đón khách, thì nó cũng là một cái, nhưng mà mọi người đều đồng lòng, đều đồng lòng của chúng ta, và bọn em đã rất thành công khi mà mở cửa con đấy. Cho đến thời điểm bây giờ em thấy vẫn mọi người vẫn còn rất nhiều người ở lại làm cùng với khách sạn, làm cùng tập đoàn. Lúc đấy là tại vì em vừa setup khách sạn, vừa setup khu căn hộ này. Dạ vâng. Căn hộ đấy lúc đấy cũng nhiều cái vẫn còn là mới với mọi người, tại Hà Nội cũng chưa có nhiều căn hộ lắm. Dạ, đúng vâng. Không? Với bản thân em căn hộ cũng là cái mới. Nhưng mà em cũng có rất nhiều đồng nghiệp tốt. Em cũng học hỏi được rất nhiều các đồng nghiệp tốt. Em lấy ví dụ như những người đã từng làm ở căn hộ, ví dụ như là chị Trần An Ly, là một trong những người chị sau này cũng là có cơ duyên làm cùng nhau. Chị là người làm căn hộ trước em. Rồi thì chị Hà, em cũng sang tham quan ở những cái nơi ví dụ như Somerset, Fraser Suite, những cái đấy là những cái flagship cho resident. Và hơn nữa là em cũng có những cái, em cũng tuyển được một người trợ lý đủ kinh nghiệm để xây dựng cùng em để làm việc đấy. Thì đấy là những cái thứ nhất, đó là cái cơ duyên cũng như là cái may mắn của em. Có những người đồng nghiệp hỗ trợ. Thì thực ra thì trong nghề buồng, khi bọn em là những cái người mà thế hệ trước trong nghề buồng, mọi người cũng rất là hỗ trợ lẫn nhau cho đến thời điểm bây giờ. Mọi người luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, có những cái hiệp hội, có những cái group chia sẻ đúng không? Rồi hỗ trợ, trao đổi. Em thấy là rất là hữu ích. Và cũng như là các bạn trẻ mới vào hoặc là những bạn đã mới vào nghề cũng luôn luôn được welcome trong cái nhóm đấy. Nhưng cái thích nhất là tất cả đồng nghiệp mà đang nói chuyện, khi mà nói về em đấy, dạ, thì mọi người đều rất ngưỡng mộ cách làm việc về mọi thứ. Nhưng quay lại về cái nghề của nhà buồng, dạ, tại lúc ban đầu đấy, anh có nói rằng là không phải là nhà buồng ấy, mình làm vệ sinh không, dạ vâng, phòng ngủ hoặc khu công cộng, mà đấy là mình tạo ra một cái trải nghiệm cho, dạ, khách hàng. Dạ vâng. Em có thể đi sâu và nói về cái được không? Dạ vâng. Hay có khó với em không? Em nghĩ là thế này, tất cả chúng ta thôi, nói chung ai đi du lịch cũng vậy, khách du lịch của chúng ta cũng vậy, một ngày sẽ có 24 tiếng. Thế thì em cứ lấy ví dụ như là dậy từ 8 giờ sáng, xong sau đó ăn sáng, xong là bắt đầu đi trải nghiệm. Buổi tối thì chắc là về nhà khoảng tầm 5 giờ. Từ 5 giờ đến 7 giờ là enjoy trong phòng, thưởng thức ở trong phòng. Xong sau đấy đi ăn tối, rồi đến lúc mà khoảng 10 giờ lại về trong phòng. Vậy thì cái khoảng thời gian khách lưu trú ở trong phòng rất là nhiều, chiếm trên tổng số 24 tiếng. Và nhà buồng là một trong những cái nơi mà đảm bảo cho khách hàng có một giấc ngủ tốt.
tái tạo cái sức lao động, tái tạo cái nguồn năng lượng để cho một cái chuyến du lịch nó rất là tốt. Nếu mà nhà buồng không làm tốt, không làm vệ sinh tốt thì khách không có một sự trải nghiệm tốt, bởi vì là cái thời gian khách dành ở trong phòng em chắc chắn một điều là nhiều hơn so với lại nhà hàng, nhiều hơn so với đi bên ngoài. Vậy thì với em, tất cả các bộ phận đều quan trọng, em nghĩ là như vậy. Nhưng đối với bộ phận buồng thì thực sự nó rất quan trọng đối với khách hàng, nó đảm bảo cho khách hàng rất nhiều thứ. Em lấy đơn giản như thế này, lại quay về cái ga giường. Cái ga giường thì thông thường mọi người sẽ, nếu mà một người bình thường thì sẽ không biết được. Thế nhưng mà ví dụ nhân viên buồng người ta sẽ phải biết được là cái ga giường nó sẽ có hai cái mặt, một mặt trái và một mặt phải. Thì khi trải cái ga giường thì nhân viên buồng người ta cũng phải tinh tế là để ý là cái mặt trái nó phải xuống với mặt đệm, mặt phải nó phải ngược lên, để khi khách nằm lên trên ấy thì cảm giác nó rất là mềm mại. Ví dụ như thế, đấy là những cái sự tinh tế nhỏ nhẹ. Hoặc là em thấy có rất nhiều những cái khách mà khi mà khách chuẩn bị đi ngủ, chuẩn bị cái phòng gọi là, trong tiếng Anh nó gọi là turnabout service, dịch vụ mình sẽ làm vệ sinh trước khi đúng rồi, buổi chiều tối khách đi ngủ, làm vàng sạch sẽ hơn, hoặc để good night chocolate, hoặc để bông hoa. Có những nơi người ta sẽ để một cái câu chuyện nào đúng đấy rồi, để cho khách người đúng ta rồi, thư thì, giãn thoải mái trước khi đi ngủ, đúng không? Rồi. Thì đấy là một trong những cái dịch vụ mà em nghĩ là nó thực sự là chạm đến nó gọi gần như là personal care, những cái mà chăm sóc đến những cái rất nhỏ nhặt của khách và tạo cho khách những cái hứng khởi trước khi có một giấc ngủ tốt để cho ngày mai. Thì đó là những cái mà em nghĩ là kể cả khách hàng cũng rất là thích. Ngày xưa em nhớ là em làm ở Intercon, em có một cái trải nghiệm là Intercon thì không dùng xe đẩy. Và khách sáng ra cũng không thấy xe của nhân viên buồng. Xong là đến chiều về thì bảo là ô phòng của ta đã được sạch. Và khách có nói là nhân viên housekeeping đâu? Tao đâu thấy đặt đâu? Tao cảm giác ở đây nhân viên của nhân viên buồng như kiểu là, dùng đúng từ nữa là fairy, giống như các cái cô thiên thần đó. Cứ không thấy đâu mà phòng của tao cứ tự nhiên sạch. Thì đấy là những cái mà thực sự là những cái lời động viên đấy thực sự rất thích đối với bọn em làm trong nghề du lịch, đặc biệt là bên mùa. Phải nói với các bạn làm trong nghề của housekeeping như này này, rất nhiều lần và rất nhiều trong câu chuyện anh yêu cầu các bạn ấy rằng là ví dụ gương anh đưa ra điển hình là của Metropole. Tại sao anh hay nói đến Metropole? Bởi vì Metropole cũng là một trong khách sạn đẳng cấp ở Việt Nam. Thì cũng yêu cầu là tất cả các hành lang là không có xe trolley. Tại vì khi đi vướng rồi hành lang rồi nhìn nó không đẹp mà muốn đẳng cấp. Lúc đầu tiên mọi người cũng phản đối lắm. Mọi người cảm thấy tại sao lại vô lý thế. Nhưng rõ ràng là mình vẫn làm rất tốt và bọn em cũng làm rất tốt, đúng không? Đúng. Để anh muốn nói thế được các bạn mà đang theo dõi cái kênh Hotel Việt Nam này, đặc biệt là những người mà làm nhà buồng đấy, mọi người biết rằng là có những cái mà mình làm và làm rất tốt, tạo hình ảnh tốt hơn và khách đây thích hơn, đúng không? Và mình vẫn có thể làm được chứ không phải là không làm được. Đấy là tạo ra trải nghiệm đấy mà. Không những là chỉ làm trong phòng thôi, tại vì khi khách đi trên hành lang, đúng không? Xong mình nhìn thấy một cái xe đẩy đấy, nhiều khi cảm giác chắc đã cảm thấy thoải mái hoặc đường vướng đường đi nữa, đúng không? Cái xe đẩy thì nó có hai cái bất tiện. Một là giống như anh có chia sẻ, hành lang thì thông thường theo bộ tiêu chuẩn nó rơi vào khoảng 1m8. Cái xe trolley thì nó đã mất khoảng 60 phân rồi, 50-60 phân. Thì cái hành lang nó còn rất nhỏ, xong lại xe của Bell nữa. Nhiều khi nó đi lại rất khó. Đấy là về phần vận hành. Đôi khi còn bị xước. Cũng rất nhiều các cái công việc cho viên bảo trì. Thế thì đâu đó là cái xe kia thì nó chỉ là một cái vali rất nhỏ, rắn, xinh xắn. Làm phòng nào thì setup đúng cái phòng đấy và đưa vào pantry thôi. Khi để đồ thì để trong phòng. Mình khách đi qua đi lại, hành lang vẫn rất là thông thoáng, rất là trải nghiệm rất là tốt. Thì đấy là một trong những... Em nghĩ là bây giờ rất nhiều khách sạn đã và đang làm việc được. Vì nó rất là tốt, rất hữu hiệu và mang lại cái trải nghiệm rất tốt. Kể cả về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, đi lại rất là thích. Thì em nghĩ là nó là cái xu thế. Em nghĩ là như vậy. Ngoài cái turn down service ra, để bọn em tạo ra một cái dịch vụ tốt hơn cho khách hàng trải nghiệm, thì nhà buồng bọn em có làm những cái gì nữa để cho khách người ta dễ chịu? Thực ra thì
có rất nhiều các cái dịch vụ mà bên ngoài và có khi là rất nhiều các khách sạn mà đã thực hiện. Em lấy ví dụ khi mà chúng ta dọn phòng chẳng hạn, các cái đồ đạc chúng ta phải sắp xếp gọn gàng. Có những khách mà khi mà ngủ dậy người ta để quần áo đấy, sáng ra gấp lại. Em có một cái trải nghiệm mà khách hàng còn viết lại rất là cảm ơn, thư rất dài ở tại khách sạn này luôn. Đó là khách có một cái khuy áo, và khi mà cái khuy áo nó bị mất thì nhân viên buồng đã tìm được cái cúc đấy, và bạn ấy lấy luôn cái bộ sewing kit, cái bộ bạn ấy khâu lại. Bạn ấy gấp lại và tối khách mặc lại và ô, sao tự nhiên nó lại dính vào đây. Thế là wow, khách xuống rồi gặp em rồi viết thư rồi. Em thấy là đấy một trong những cái mà cái đấy là cái mà không có gì thay thế được, bởi vì chính các bạn rất là yêu nghề và các bạn đã làm được những cái sự trải nghiệm rất là nhỏ nhưng mà lại mang được một cái sự... đấy là chạm đến trái tim khách hàng, đúng tại rồi. Mình thích kê, mình để ý từng chi tiết, những cái nhỏ nhặt nhất, đúng không? Dạ vâng, đấy. Thì cũng như vậy, hoặc là khách đánh răng xong sắp xếp các cái đồ, ví dụ khách đồ của khách thì bình thường là đánh xong xong mọi tôi bỏ vào cái cốc. Thế thì bên khách sạn sẽ có một cái khăn để đây này, xong để ngay ngắn từng cái một, cái gì bên trái, cái gì bên phải, thấp ở ngoài, cao ở trong, và để lệch ra một chút để cho khách nhìn rõ cái logo, để ngày mai khách lấy nó không bị nhầm. Ví dụ như như thế, thì đấy là những cái thực sự là các bạn buồng làm rất tốt. Em nghĩ là không riêng khách sạn của Peridot này, và tất cả các khách sạn khác từ trước đến giờ em làm thì đều có những cái khuôn khổ làm như vậy. Thì mang lại sự trải nghiệm, thực ra thì khách cảm thấy rất là vui. Và đấy là một trong những cái dịch vụ của khách sạn mang lại cho khách hàng. Cái việc mà nhân viên nhà buồng làm cho mình có cảm thấy thoải mái và hài lòng, và mình rất happy không, đấy là những cái chi tiết nhỏ nhặt. Cho nên bao giờ anh cũng nói với nhân viên phải để ý từng chi tiết, từng chút một. Nhưng quay lại là cái việc mình làm cho dịch vụ nó gọi là cá nhân hóa tốt hơn. Thì hôm trước trong cái buổi chia sẻ trên cái chương trình của VH đấy, anh cũng nói đến cái ví dụ mà của nhân viên nhà buồng của khách sạn Ben Maison ở Đà Nẵng, cũng là một trong khách sạn bên H&K Hospitality là bên anh quản lý. Có cái rất hay, anh nói các bạn là có thể hôm nay mọi người xem là cái chương trình này thấy trang trí phòng ngủ nó hơi xến, hoặc là hơi xến xúa, anh bảo sao xến xúa này, nhưng mà vì sao? Bởi vì khách thích như thế. Thì có những cái mà yêu cầu của khách, người ta mong muốn là như vậy, và mình làm đáp ứng được đúng yêu cầu của khách. Tại khách đấy, khách cầu hôn, rồi khách người ta đi tuần trăng mật, thì những cái mình cảm giác nó hơi xến xúa đấy, nhưng họ lại vô cùng thích thú. Đúng rồi. Thì cái việc mà mình đáp ứng từng chi tiết của nhân viên nhà buồng làm được điều đấy, đúng không? Dạ vâng. Là khách người ta sẽ rất hài lòng. Thì từ những chi tiết nhỏ nhặt đấy, nó làm cho cái dịch vụ của mình tốt hơn, đẳng cấp hơn. Nhưng tại vì quay lại nghe thì mọi câu chuyện nó đơn giản, là mình làm dễ dàng như vậy, nhưng trên thực tế thì housekeeping là một bộ phận rất nhiều áp lực, đúng không? Dạ. Áp lực tại vì mình sẽ nói cái chuyện mà hậu cảnh ở đằng sau, thì chắc chắn rằng là có rất nhiều chuyện xảy ra trong bộ phận housekeeping, đúng không? Đúng. Ví dụ như là việc an toàn của khách về đồ đạc bị mất, hoặc rồi việc nhầm lẫn cái thứ này khác, đúng không? Vâng. Thì em có thể chia sẻ những cái trải nghiệm em đã trải qua, và những cái gì làm em rất nhớ, phải gọi là nhớ đời, đúng không? Hoặc là để các bạn biết là đây tôi đã trải qua như thế này và tôi đã xử lý nó như thế nào, đúng không? Em nghĩ là đó, giống như anh cũng chia sẻ, thì housekeeping là một trong cái bộ phận ngoài quản lý tài sản của khách sạn, thì cũng là cái người mà luôn luôn hàng ngày tiếp xúc với tài sản của khách, và là một trong những cái bộ phận mà phải được, phải nói em phải dùng từ phải được tin tưởng nhất của khách sạn. Tuy nhiên thì cũng có những cái trường hợp là đúng, cũng có những trường hợp là sai, nhưng với em thì có rất nhiều các cái trải nghiệm liên quan đến khách kêu mất đồ chẳng hạn. Cái đấy không thể không xảy ra được. Em lấy ví dụ thời em có làm ở trong khách sạn Đà Nẵng. Khách sang đấy thì khách Trung Quốc và có kêu mất tiền. Thì bảo vệ cũng vào làm việc. Khách cũng không đồng ý với kết quả đó. Thì sau này có mời cả công an vào làm việc để giải quyết cái vấn đề cho dứt điểm đi.
Thì sau đó thì do khách đi chơi và cũng chỉ muốn là xin một cái giấy để làm bảo hiểm. Vì em lấy ví dụ như thế thì đấy cũng là một cách để mọi người về claim lại bảo hiểm đúng không? Thế nhưng mà cũng em cũng không phải là chắc chắn 100%, nhưng cũng có những cái trường hợp là thật thì chúng ta cũng phải tìm cách để giải quyết thôi. Bởi vì là hàng nghìn người làm, hàng trăm người làm trong cái nghề du lịch này thì cũng không thể có, không thể không được. Nhưng cũng có những cái cây là thật và cũng có cái cây là không đúng. Thì cái việc đấy là cái việc mà bản thân bộ phận buồng, đặc biệt là executive housekeeping, trưởng bộ phận buồng cũng như là giám sát, hàng ngày hàng giờ chúng ta luôn luôn phải nhắc nhở, luôn luôn phải đưa cái vị trí đấy lên hàng đầu. Bởi vì là chỉ một lần thất vọng của khách thì chúng ta sẽ làm hỏng tất cả cái hình ảnh mà chúng ta đã xây dựng. Em nhớ cách đây khoảng 6-7 năm đã từng có những cái video mà để cho khách người ta quay nhân viên làm là lấy khăn của khách sạn để lau các cái khu vực. Thì đấy chẳng hạn như thế thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên là bộ phận buồng là một trong những bộ phận rất nhạy cảm, nhưng cũng là một bộ phận em cảm giác là một bộ phận em rất tin tưởng để luôn luôn tiếp xúc với tài sản của khách hàng ngày, và luôn luôn động viên hỏi mọi người và có những cái quy trình, quy chế để làm sao hạn chế những cái việc đấy. Ví dụ như là bấm chuông như thế nào, giờ ra giờ vào như thế nào, có những cái quy trình về nếu thấy két mở thì ra phải quy trình phải ra làm sao, thấy tiền ở bên ngoài thì chúng ta phải làm cái gì. Đó thì những cái quy trình đấy nó rất là khắt khe và phải được mọi người follow một cách triệt để, để làm sao nó tránh cái rủi ro nhất cho chính bản thân khách sạn, chính bản thân cá nhân của người nhân viên buồng đấy. Bởi vì những cái quy trình đấy là để bảo vệ mọi người chứ không phải là bảo vệ ai khác, và cũng như là để bảo vệ cho cái danh tiếng của khách sạn. Thì với em chia sẻ là như vậy. Rất nhạy cảm, nhưng tại vì nếu có quy trình, quy chuẩn và giám sát tốt đúng không? Training đào tạo nhân viên tốt là mình cũng sẽ hạn chế được nhiều thứ đúng không? Dạ vâng. Em khi làm nhà buồng có vấp phải các vấn đề gì với khách nữa không? Em nghĩ là khá nhiều. Có thể là giống như anh nói á, lúc đầu ấy, có thể là nhân viên buồng thì cứ theo quy trình. Em lấy ví dụ như là thấy quần áo thì phải gấp, các điện làm xong phải rút. Thế thì nhiều khi là khách lại sạc điện thoại hoặc sạc một cái gì đấy, và quy trình là phải rút ra, thì là cứ thế là rút. Đến lúc khách về thì lại bảo là ô tao sạc thế này thì đến lúc là tao về lại không có điện. Thông thường thì các cái ổ điện, ngoài các cái ổ điện của tủ lạnh thì có một số các cái ổ điện nó sẽ ăn theo cái rút các điện ra. Hoặc là khách người ta muốn bật điều hòa chẳng hạn, người ta cũng không nốt lại. Thế thì đấy là những cái trải nghiệm mà thực sự là mình không biết. Hoặc là em nghĩ có một cái những cái mà quy trình là khi mà cái cốc nước chẳng hạn, ví dụ cốc như thế này, thì bình thường là cái cốc của khách sạn, thì còn một chút nước thì người ta phải đổ thì người ta rửa. Đến lúc khách về lại bảo không, cái nước là cái nước đặc biệt của tao, cũng không thấy có cái nốt nào. Thì đấy là hàng trăm cái. Hoặc là khi mà cái giấy tờ của tao, tao đang để thế này, đến lúc về tao không tìm thấy đâu, nó lộn xộn đi. Thì đó, rất là nhiều thứ. Nhưng mà quy trình và những cái mong đợi của khách hàng thì có thể đâu đó nó không gặp nhau, nhưng về cơ bản thì sẽ cố gắng làm sao giải quyết tất cả những cái đấy một cách tốt nhất. Mình cũng sẽ đảm bảo cố gắng làm tốt các cái quy trình của mình đã, xong sau đó thì những cái kia thì chúng ta cũng sẽ phải làm việc với khách. Nhưng cũng có những cái rất hay là khi bọn em làm trong bộ phận housekeeping đấy, bọn em đón cũng rất nhiều các khách VIP, khách nguyên thủ quốc gia đúng không? Dạ. Và có những cái chia sẻ rất là niềm vui, khách rất hài lòng đúng không? Và thường thì bọn em chuẩn bị các cái phòng VIP mà cho các nguyên thủ quốc gia hoặc khách VIP, VIP very very VIP, thì bọn em đã làm như thế nào? Thực ra thì cá nhân em thì em cũng có cơ duyên được đón rất là nhiều. Em có cơ hội được đón khá là nhiều khi em làm các cái tập đoàn lớn. Em lấy ví dụ như là Intercon, Westlake chẳng hạn, hoặc là Crown, hoặc là sau này em làm ở Lotte.
Thì để chuẩn bị cho những cái đó thì thông thường là sẽ có một bên để đến chuẩn bị cùng. Thì cái bên đấy là cái bên giống như là take care cho các cái VIP đấy, thì sẽ đi cùng với bọn em rất là nhiều. Thậm chí là hoa đưa vào cũng phải đúng màu đúng mùi, tránh với vị như này. Khăn ga nhiều khi là thay hết, không dùng đồ của khách sạn. Rồi thì quy trình setup cũng phải khác. Đồ mua các cái đồ ví dụ như amenity như xà phòng, xà bông cũng là một cái kiểu khác. Bởi vì mỗi một khách thì có các nhu cầu khác có nhau, nhu cầu khác nhau đặc biệt, được, đúng không? Dạ vâng. Thì khi nốt lại cái đấy, thậm chí là nhiệt độ trong phòng, giấy tờ như thế nào cũng phải rất rõ ràng. Thì bọn em phải chuẩn bị cả tuần để chuẩn bị cho cái phòng VIP đấy, cùng với lại bên cái đội chuẩn bị của đoàn khách VIP đấy, của đoàn khách VIP đến để phối hợp làm cùng. Từ security, từ check in, từ ăn uống, buồng phòng cũng là một phần trong cái chuỗi hành trình mà khách ở, chuỗi trải nghiệm mà khách ở trong khách sạn của mình. Ngoài những cái mình đang chia sẻ, đúng không, mình chuẩn bị cho khách VIP, tại anh cũng là người mà tiếp đón rất nhiều các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến khách sạn. Nhà buồng mọi người đã làm vệ sinh kiểm tra xong, giám đốc nhà buồng kiểm tra xong nhưng vẫn chưa được bật đèn xanh là chưa được đón khách. Anh là người cuối cùng trong cái khâu đấy khi ở khách sạn anh làm đấy. Anh lên kiểm tra, anh thấy mọi chuyện nó ổn. Dạ. Thì mới bắt đầu bật đèn xanh là được phép. Dạ vâng. Xong sau anh nhiều khi lại còn là bên security. Anh thì thường bao giờ cũng đi với security xong của các dán đoàn VIP đấy. Đúng rồi. Thứ hai, thường thì anh may mắn là được ông tổng giám đốc là delegate luôn, empower cho mình luôn là mình chịu trách nhiệm về những cái đấy. Cho nên là bao giờ anh cũng sẽ có những cách mà đi để kiểm tra riêng. Tại anh không bao giờ kiểm tra hết được mọi thứ, đúng không? Đúng rồi. Thì mình có những cách mình kiểm tra. Ví dụ ngày xưa đấy là bật mí cho mọi người thôi. Ngày xưa một cái chỗ mà chỗ rửa tay, đúng không? Dạ. Thì mình sẽ bật nó lên. Nếu như cái đấy bẩn, tại mọi người nhiều khi không để ý làm vệ sinh những cái đấy, đúng không? Bật lên mà thấy bẩn có nghĩa là không đạt yêu cầu. Anh không biết là bọn em kiểm tra, nhưng tại vì anh nhiều khi như thế. Hoặc là ví dụ trên cái tủ đấy, mình có thể với tay lên trên cùng sờ vào mà thấy nó bụi là cũng không được. Thì không biết là sau này bọn em có làm kiểu như vậy nữa không, hay là cách bọn em. Thực ra thì bọn em vẫn check ở đây là thông thường, kể cả các bạn súp bây giờ cũng thế, giám sát bây giờ cũng thế, luôn luôn có một cái khăn, khăn màu trắng thì các bạn nên lau. Đâu đó thì những cái nhỏ nhỏ thì các bạn ấy làm luôn để cho kịp cho đón khách, nhưng mà sẽ nốt lại để ngày mai morning briefing chắc chắn là sẽ được nhắc. Em biết tại sao anh nói chuyện hay không? Tại muốn em chia sẻ với mọi người là ví dụ những cái cơ bản nhất, cái quy trình để kiểu như là mình làm vệ sinh phòng hoặc setup và kiểm tra, để cho những người đang theo dõi cái kênh này mọi người biết là cách bọn em đang làm như thế nào mà. Em nghĩ là một cái phòng, bọn em luôn luôn đưa ra bốn tiêu chí một cái phòng đạt tiêu chuẩn. Nó sẽ có bốn yếu tố. Một là vệ sinh này. Hai là sự ngăn nắp này. Ba là mùi hương. Bốn nó là cái functioning, thì nó là cái hệ thống hoạt động tốt. Đạt được bốn cái yếu tố đấy thì coi như là cái phòng của chúng ta xong. Về quy trình kiểm tra một cái phòng á, thì nó cũng khá đơn giản. Nó là theo kim đồng hồ hoặc ngược theo kim đồng hồ. Có nghĩa là mình sẽ đi một vòng tròn như thế này, vòng cái này, thì chúng ta sẽ không bị bỏ rơi bất cứ một điểm nào trong một cái chu trình check phòng đấy. Hoặc là nếu các bạn check thì sẽ là check từ trên xuống, làm vệ sinh cũng vậy, thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tại sao phải từ trên xuống dưới và tại sao phải từ trong ra ngoài? Nếu mà chúng ta lau từ trên xuống dưới thì cái bụi nó sẽ rớt xuống dưới và chúng ta lại lau tiếp thì chúng ta không bị, chứ nó lau từ dưới lên thì lau trên lại bụi xuống dưới thì bằng không. Em lấy ví dụ như thế, từ trong ra ngoài cũng như vậy, để tránh cái việc là chúng ta bị bỏ quên. Và làm vệ sinh cũng giống như vậy, chúng ta cứ làm theo đúng một cái chu trình như thế. Đặc biệt là các cái khu vệ sinh trong nhà tắm thì hơi khác một chút nhé, tại vì nó liên quan đến hygiene. Ví dụ như trong nhà tắm thì nhà vệ sinh sẽ phải là làm gần như là cuối cùng, là sàn sẽ là cuối cùng. Thế thì để cho nó không bị lây chéo các cái vi khuẩn, thì em lấy ví dụ như thế, nó đều có quy trình cả và các bạn sẽ phải follow rất là triệt để.
Thì em nói đến làm vệ sinh trong nhà vệ sinh nó hơi khác, tại liên quan đến những hóa chất đúng không? Vâng. Và ngày nay mình đang nói rất nhiều đến là phát triển bền vững này, vâng, rồi sustainable này, vâng, rồi cái việc sử dụng hóa chất đấy thì bây giờ xu thế mọi người đang làm như thế nào và để nó tốt nhất cho cái việc mà dạ, vâng, phát triển bền vững, không phải theo nghĩa là mình nói hoặc mình quảng cáo marketing mà trên thực tế đấy. Dạ vâng. Thực ra thì cái này nó cũng chung, các cái tập đoàn lớn liên quan đến hóa chất thì người ta cũng rất là chú trọng đến cái việc này. Như là Johnson Diversey hoặc Ecolab thì thông thường những cái khách sạn thì quốc tế sẽ ký hợp đồng gọi là global contract. Và họ cũng luôn luôn hướng đến cái đó và họ luôn luôn có những cái chứng chỉ. Thì tất cả các khách sạn em nghĩ là đều hướng đến cái đó, bởi vì là cái sự thải ra môi trường rất nhiều. Trên buồng là còn ít, em nghĩ trên buồng nó không có quá nhiều, nhưng mà giặt là nó mới là nhiều. Giặt là thì cực nhiều. Thì đó là cái xu thế, bởi vì là sau này nữa nguồn nước của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế. Rồi nếu chúng ta cứ thải ra môi trường như thế thì không biết xử lý như thế nào. Thì tất cả các tập đoàn người ta đều làm như vậy. Kể cả đến Việt Nam, những cái sản phẩm của Việt Nam thì bây giờ cũng cố gắng làm sao nó organic rồi. Một số các cái sản phẩm cố gắng là không dùng nhiều acid, không dùng nhiều các cái chất để làm sao ảnh hưởng. Thực ra thì nếu chúng ta dùng nhiều những cái hóa chất đấy, bản thân các cái sản phẩm của chúng ta cũng chưa chắc đã được bền, mau hỏng hơn đúng không? Rồi, đúng rồi. Cho nên là các khách sạn đều hướng đến những cái hóa chất chuyên nghiệp, và để cho họ cũng là những người nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt để bảo dưỡng, làm tốt các cái sản phẩm của mình. Khi đầu tư ra này nó rất là nhiều. Nếu chúng ta dùng sai hóa chất thì thực sự nó là một hóa chất, nó là một con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta dùng đúng hóa chất, dùng đúng mục đích thì nó rất bền. Còn nếu chúng ta chỉ dùng sai một chút thì nó sẽ coi như là nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Em lấy ví dụ, trong hóa chất thì nó sẽ chia ra làm bốn cái dòng nhất định. Một là cái dòng acid, ví dụ như là hóa chất để tẩy rửa các cái nhà vệ sinh. Dòng thứ hai là dòng multi-purpose, là những cái hóa chất trung tính, hóa chất mùi thơm và có hóa chất đánh inox. Em lấy ví dụ như thế. Thì nếu mà chúng ta cứ lạm dụng cái hóa chất mà acid để làm những cái vật dụng trên mặt đá thì đá chẳng mấy chốc là nó hỏng, hoặc là chẳng may mà để cho nó dính vào inox thì nó cũng sẽ hỏng luôn. Mà cho nên là cái việc sử dụng hóa chất thì nó rất là strict, rất là phải nghiêm khắc với nó thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt cho mình. Nhưng quay lại mình nói chuyện về phát triển bền vững môi trường một cái, tại vì ba anh có một cái buổi trò chuyện khá thú vị với bạn Mạnh là GM, là giám đốc của khách sạn La Cesta trong Hội An. Bạn cũng là một người mà rất là active, năng động cho tất cả các hoạt động để liên quan đến phát triển bền vững này, môi trường này, giảm thiểu tác hại đến môi trường xung quanh. Cũng làm được rất nhiều thứ, chia sẻ rất nhiều cái. Thì anh không hiểu rằng là bọn em ở đây thì bọn em đã có những cái hoạt động gì không? Thực ra thì khách sạn Peridot ngay từ thời đầu khi khai trương ra và cho đến thời điểm bây giờ, mọi người luôn luôn nghĩ đến cái việc bảo vệ đến môi trường. Em lấy ví dụ tất cả các cái sản phẩm ở đây thì hầu như là không có plastic nhiều. Từ ống hút tất tật tật là bây giờ là không thay, không sử dụng rất nhiều rồi. Túi rác là một trong những cái mà sử dụng trong nghề khách sạn rất là nhiều. Bọn em chỉ sử dụng duy nhất túi rác cho khi đựng các cái đồ ướt của bếp, còn lại là tất cả trên phòng khách là bọn em dùng bằng giấy, bằng giấy báo lót vào trong cái thùng rác. Tất tật tật là như vậy. Các cái đồ amenity cũng như vậy. Bọn em cũng không dùng những cái bằng ni lông nữa, dùng hết bằng giấy. Một số các cái mà có thể mà đồ uống ở dưới nhà hàng, bọn em cũng đã dùng bằng chai thủy tinh. Sắp tới thì trong tương lai cũng như là định hướng chung của tập đoàn thì bọn em sẽ chuyển đổi những cái chai nước đặt trong phòng thành hết thủy tinh. Thì đấy là những cái mà bọn em sẽ cố gắng là giảm thiểu tất cả những cái đó.
các cái hóa chất, bọn em cũng sẽ dùng những cái hóa chất của hãng để làm sao giảm thiểu nhất những cái tác hại đối với môi trường. Thì đấy, hiện tại bọn em đang rất làm. Em nghĩ là ở đây với khách sạn Peridot đang làm rất rất tốt về cái việc bảo vệ đối với môi trường ở đây. Yeah. Anh rất ấn tượng với Peridot một cái như này này. Yeah. Tại vì là liên quan đến nhà buồng. Yeah. Anh đã đọc rất nhiều review của khách về khách sạn này. Dạ, cảm ơn anh. Thì khách sạn này là khách sạn mà kinh doanh, đây nó cũng như một flagship của khách sạn ở phố cổ Hà Nội. Dạ. Kinh doanh rất thành công, dịch vụ rất tốt. Từ thời bạn Tuấn Lâm làm đây, anh rất thích, đến bây giờ em làm, rất thích luôn. Nhưng có một điều anh không thích, em biết là cái gì không? Em chưa hình dung. Bởi vì nhiều khi đặt phòng đây có đặt được đâu, đúng không? Đặt phòng đặt được, đấy nói đùa thế thôi, nhưng đúng thật nhiều khi... Từ thời Tuấn Lâm thế dạ. Anh bảo cho anh đặt phòng này giai đoạn dạ. này. Tuấn Lâm bảo em kiểm tra lại nhưng không có phòng. Dạ. Đấy là điều không thích nhưng đấy là positive. Dạ. Nhưng mà cái mà anh thích thực sự đây này, khi đọc liên quan nhà buồng đấy, em có biết khách người ta viết gì không? Người ta viết rằng là ngoài cái việc mà phòng ngủ đẹp, beautiful ra dạ. hoặc wonderful mọi người ghi là spotless, có nghĩa là mọi người làm vệ sinh rất dạ. là tuyệt vời, không dạ. có cái vết nhơ, vết bẩn, một dạ. cái gì cả. Và khách ghi rằng là phòng ngủ đây rất comfortable, đúng dạ. không? Tất cả những cái mà liên quan rồi họ ghi rồi đến những từ cái pillow, dạ. cái gối cũng như vậy. Họ ngủ rất ngon, dạ. họ rất thích luôn. Em đọc, nếu em để ý, dạ, vâng. các comment của khách về khách sạn Peridot này dạ. thì đến 80% là sẽ liên quan đến phòng ngủ dạ, vâng. và liên quan đến việc mà họ cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dạ. thích thú, ngủ rất dạ. ngon. Cho cái lúc ban đầu em nói rằng là thời gian mà khách mà dùng trải nghiệm trong phòng là nhiều hơn ở các cái outlet khác, các dịch vụ dạ, vâng. khác, đúng không? Thì nhưng làm sao mà em có một kết quả hay như vậy? Nó dẫn đến từ hai phía. Thứ nhất là về phần hardware trước. Thực ra thì chủ đầu tư của khách sạn, chuỗi khách sạn Peridot luôn luôn tập trung vào cái giấc ngủ của khách. Em lấy ví dụ đệm ở đây ạ, không phải đệm của Việt Nam mà nhập từ Mỹ về. Anh chị sang cả Mỹ nằm thử đủ tiêu chuẩn với nhập về. Em lấy ví dụ như thế. Ở đây 100% khách thích đệm, nằm ngủ cả một đêm, nằm ngủ rất là khoan khoái, ngày hôm sau nó không còn sự mệt mỏi của đau lưng. Yeah. Thứ hai nữa là gối thì cũng phải nhập từ nước ngoài. Em anh nói đúng không? Tại vì dạ, khách vâng. khen mấy cái đấy. Dạ, vâng, đúng rồi. Anh đọc là anh biết. Nhưng mà thực sự đấy là một sự đầu tư dài hạn và mang lại sự trải nghiệm rất tốt cho khách hàng. Và bản thân khi mà bạn trưởng bộ phận buồng ở đây cũng là những cái người đã từng làm trong buồng rất nhiều. Bạn cũng phát triển trong đi lên từ nhân viên buồng và bạn ấy cũng hiểu và rất nhiều hiểu về cái trải nghiệm của khách hàng. Và bạn ấy cũng là người có đủ các cái kinh nghiệm, kỹ năng để đào tạo và cũng hiểu được cái tâm lý của khách hàng khi ở trong phòng. Thì đấy là hai cái phần mà em nghĩ là tách bạch ra. Về phần invest của chủ đầu tư, phòng ở bên đây thiết kế rất là tốt, rất là đẹp. Đều có một cái size phòng và có những cái facility tốt như ở đây. Thì em nghĩ là để khách sạn 5 sao nó cũng phải có những cái còn hơn khách sạn 5 sao. Em lấy ví dụ như ISG chẳng hạn. Tiêu chuẩn của ISG về đệm là cũng có. Thì ở đây nó cũng phải ngang ngửa như thế và thậm chí là còn hơn. Các cái đồ tắm thì cũng đều nhập từ Mỹ hoặc là từ Ý. Kể cả cái là một cái bát tắm to như thế nhưng mà anh chị cũng nhập từ nước ngoài về. Đá cũng như vậy. Rồi các cái rất là nhỏ nhặt ở trong phòng rất là tinh tế. Thì đấy là một sự trải nghiệm. Thế còn về nhân viên buồng là cái phần về dịch vụ thì thực sự các bạn ở đây làm rất là tốt với cái công suất trên 90% chạy hàng năm như thế. Giờ check out là trước 12 giờ, giờ check in là 2 giờ chiều. Các bạn ấy luôn luôn làm sao mà vẫn làm đảm bảo khi khách đến vẫn có phòng mà vẫn đảm bảo được vệ sinh. Thì đấy là một sự nỗ lực em nghĩ là đáng ghi nhận của bộ phận buồng nói chung và bộ phận buồng của khách sạn Peridot nói riêng. Hỏi nhỏ này dạ. Đây bọn em có làm turn down service không? Bọn em có dạ. Turn down service của bọn em thì đâu đó có thể hơi khác một chút.
Tương đao service của bọn em thì hiện tại sẽ làm cho tất cả những cái phòng suite. Thời gian làm việc thì thời gian tương đao chắc là từ sau 6 giờ. Tương đao service thì có sô-cô-la, có nước để đầu giường, có thể là có táo. Anh cũng biết là tại sao phải dùng những thứ đó rồi. Có những câu chuyện rất là hay. Câu chuyện ở đây thì bọn em hơi khác một chút. Câu chuyện bọn em sẽ xoay quanh tất cả những cái lịch sử của phố cổ này. Em ví dụ như lịch sử của Hồ Gươm như thế nào, lịch sử câu chuyện về Quả Khế ra làm sao, lịch sử của Hồ Tây như thế nào. Thì để cho khách mỗi một ngày trước khi đi ngủ sẽ đọc những cái câu chuyện đấy. Bedtime story. Bedtime story bọn em cũng đã có hết. Cái này là rất hay là bởi vì là anh đi các khách sạn, khu resort, mỗi nơi người ta làm một cái turndown service khác nhau và nó tạo cho khách rất nhiều các trải nghiệm. Nhưng rõ ràng là một trong những cái mà anh cũng rất thích đấy là bedtime story. Hoặc là các khách sạn 5 sao xịn sò thì mọi người để rất nhiều những cái đồ cho trước đi ngủ dùng, rồi họ để nhạc rất là thích luôn đấy. Nhạc cũng là một cái mà setup anh rất anh quan rất tâm và tượng, thích nó, đúng ấn tượng đúng với cái điều đấy. Nhưng quay lại hỏi này, em nói là có những cái mà bọn em làm có thể còn tốt hơn các khách sạn 5 sao. Nên anh hỏi này, với khách đau lưng. Thì bọn em có những đệm hoặc giải pháp nào để cho khách người ta nằm nó ổn không? Bọn em ngoài các cái đệm ra có một là có đệm cứng, có đệm mềm. Trong trường hợp mà khách bị đau lưng yêu cầu đệm mềm, bọn em sẽ thay bằng đệm mềm bằng đệm cứng. Bọn em cũng có cả. Thực ra cái việc đấy thì các bạn mà khi set up khách sạn này, những người có kinh nghiệm set up như thế này thì em nghĩ là đấy là những người đã lường trước, đã lường trước, có kinh nghiệm và kiến thức, đã rất có kinh nghiệm và kiến thức cho buồng rồi. Thì bên em cũng đã có rất là có đủ để cho trải nghiệm được. Em lấy ví dụ ở đây thì em chưa bị. Khi em làm ở Lotte thì có những khách đổi đệm cứng rồi vẫn chưa đủ, mà bọn em còn phải mua một tấm gỗ phản, xong để lên trên cái mặt đệm, xong lại để một cái feather topper lên, xong rồi với giải giường. Nó phải đủ độ cứng như thế cho khách, bởi vì khách bị thoát vị địa đệm. Em lấy ví dụ như thế. Thì tùy từng huống thôi, chúng ta sẽ xử lý. Khoe với em là khách sạn Ben Maison Parisien Đà Nẵng bên anh cũng 4 sao, nhưng bọn anh cũng làm như thế. Đúng rồi. Tại vì bọn anh cũng phải chuẩn bị như vậy và đã khách người ta rất thích luôn đúng những cái rồi. Đấy. Tại có nghĩa là mọi người không nghĩ rằng đến khách sạn tôi có vấn đề này mà mọi người vẫn đáp ứng được. Đấy, có đấy là cái quan trọng. Thì anh nghĩ đấy là tốt, và nếu khách sạn này mà chưa có cái đấy, em nên chuẩn bị nó. Tại vì cũng không tốn kém gì đâu và rất ổn. Nhưng quay lại thì mình nói việc của nhà buồng, việc mọi người tạo ra trải nghiệm cho khách hàng rất thú vị. Nhưng anh thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ đấy, có phải là ai cũng muốn xin vào làm bộ phận nhà buồng đâu, housekeeping đâu, đúng không? Dạ. Thế làm thế nào để bọn em có thể thu hút được người ta đến đây, hoặc là để bỏ đi những cái rào cản, cái suy nghĩ đấy? Dạ, vâng. Hoặc em thấy các bạn trẻ bây giờ đối với cái nghề nhà buồng này như thế nào? Đúng như anh nói, thực sự là hơi khó. Bây giờ cái sự trải nghiệm, mọi người đang nghĩ một cái bộ phận buồng là giống như anh nói lúc đầu, là một cái bộ phận nó không được nó không được gọi là thích lắm trong một cái career path của các bạn ấy, một cái sự phát triển nghề nghiệp của các bạn ấy. Nhưng mà trên thực tế thì xuất phát điểm nó không quan trọng, quan trọng là mình thích cái gì. Đối với em xuất thân từ bộ phận buồng, em đi lên từ nhân viên buồng và em rất quý trọng cái nghề buồng, bởi vì nó mang lại cho em rất nhiều sự mà đánh giá cao. Những người mà làm quản lý của bộ phận của bên khách sạn ấy thì luôn luôn đánh giá cao của bộ phận buồng, bởi vì nó là một trong cái chuỗi mà chu trình khách ở đây, và luôn luôn tạo cái niềm tin, tạo động lực và luôn luôn khích lệ bộ phận buồng để làm sao bộ phận buồng hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai nữa là em nghĩ là nếu chúng ta phát triển ở trong bộ phận buồng không phải là cái khó. Chúng ta xuất phát điểm từ nhân viên, nhưng mà đi lên một cái vị trí giám sát, đi lên vị trí cao hơn, để nói thu nhập so với lại các khách sạn, so với các cái bộ phận khác trong khách sạn đâu có thấp hơn đâu ạ. Làm việc hành chính mà
thông thường làm ca rất ít. Bộ phận buồng, thực ra bộ phận buồng lại là người làm ca ít, trừ có nhân viên công cộng. Ca chiều chỉ chỉ 1-2 người làm turn down và chạy những cái gọi là bên buồng gọi là runner để phục vụ những cái request của khách thôi. Thì đấy là một cái mà bạn có rất nhiều thời gian dành cho gia đình. Làm hành chính 8 giờ đến, họp xong làm phòng 4:30-5 giờ hết ca đi về. Và cũng là xong công việc thì cũng không có nhiều các cái bận đầu như các bộ phận khác. Thì như là lễ tân thì phải làm ca kíp rất nhiều, luôn chuyển 3 ca. Bộ phận housekeeping thì làm ca đêm chắc chỉ 1-2 người để phụ trách việc những cái việc mà không làm được ban ngày, bắt buộc phải làm ban đêm. Những cái project lớn như đánh sàn, lau kính, ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của khách hàng thì mới phải làm đêm thôi. Còn lại thì chúng ta đều thực hiện trong ban ngày cả mà. Cho nên là nghề buồng cũng là một cái nghề rất, với em rất là hay. Cho nên là mọi người hãy cố gắng làm sao làm buồng tốt. Nó là một sự trải nghiệm rất là tốt. Khi mà mọi người làm có những cái sự khen ngợi của khách hàng, có những sự đánh giá nhất định của khách hàng, thì chúng ta sẽ có những cái động lực tốt. Và với khách sạn thì luôn luôn đánh giá bộ phận buồng rất cao, và đặc biệt là quản lý. Đánh giá bộ phận cao, nhà buồng cao còn mấy ý nghĩa nữa anh sẽ nói sau. Dạ. Nhưng đang muốn nói về nhân sự, em biết tại sao? Tại vì em nói đến thu nhập của nhân viên nhà buồng tốt, ngoài cái đồng lương ra, ngoài tiền service charge ra, bọn em có một khoản thu nhập là tiền tip, đúng không? Dạ vâng. Thế thì tip, gọi là tipping policy như thế nào, và bọn em đã xử lý hoặc là giải quyết các vấn đề này như thế nào? Dạ vâng. Thực ra thì có một số nơi, một số khách sạn thì sẽ không được nhận tiền tip. Một số khách sạn thì được nhận tiền tip. Bọn em thì thông thường tất cả những cái khách mà trải nghiệm khi khách ở đây có để tiền tip thì bọn em cũng sẽ không lấy trong quá trình khách ở. Thế còn nếu khách check out mà khách có để tiền tip thì bọn em hiện tại đây anh có thể nhìn thấy bên em có một cái gọi là một cái box, và khách sẽ chủ động drop vào đây, donate vào đây, và sau này cuối ngày thì sẽ chia cuối tháng thì lấy ra và chia đều cho toàn bộ nhân viên của khách sạn. Thì tất cả chúng ta ở đây đều đi làm, đều phục vụ khách, và quyền lợi như nhau, được chia như nhau, thì bọn em có một cái hộp như thế, cái hộp box như vậy, thì là cuối tháng chúng em chia. Bọn em có gặp phải tình trạng là nhân viên làm buồng cố tình xin tiền tip của khách, cố tình làm để lấy tiền tip của khách không? Hoặc có một vấn đề rất nhạy cảm là có thể nhiều khi nhân viên có những người không trung thực trong công việc thực tế như vậy. Dạ. Có xảy ra chuyện mất mát đồ đạc, mất tiền hoặc đồ quý khách không? Và bọn em đã xử lý nó như thế nào? Thực ra thì cái chuyện đấy thì em nghĩ là trong cuộc đời em làm, trong cái thời gian em làm executive housekeeper đâu đó gần 20 năm. Cái đấy thì không thể tránh khỏi, chắc chắn là có. Và trong cái sự nghiệp của em làm thì em cũng đã từng xảy ra. Cái sự việc nó xảy ra đó là khách kêu mất đồ, nhưng mà khách sẽ nói với lại trưởng bộ phận, nói với lại FO, xong sau đó thì FO em đã làm việc với em, và bọn em đã làm việc nói chuyện với khách hàng, và khách hàng cũng đồng ý là khách cùng với bọn em ngày hôm sau vẫn lại để lại, tiếp tục bỏ tiền vào cái phong bì đấy, và vẫn một người đấy làm. Và đến cuối ngày về thì cũng lại bị giống như thế. Thì sau đó thì xác định được khách cũng rất là phối hợp cùng bọn em để làm việc đấy. Thì có hai cái giải pháp. Bạn ấy sẽ về là người trả lại toàn bộ cái số tiền mà bạn ấy đã lấy. Thứ hai nữa là cho khách có quyền lựa chọn. Khách có muốn mang ra bên ngoài hay không? Nếu mà sang bên công an thì quy trình nó sẽ như thế này. Còn nếu không thì sẽ để cho khách sạn chủ động xử lý với những cái trường hợp đó. Thế thì khách cũng đồng ý với bọn em là đuổi việc nhân viên và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ấy sau này. Thực ra số tiền nó không có nhiều, đâu đó khoảng mấy trăm nghìn thôi. Thì khách cũng đồng ý với em là như vậy. Và cũng đồng ý với lại ban giám đốc của khách sạn, bởi vì là cái sự việc đấy lên đến cả tổng giám đốc mà, để cùng nhau invo vào. Khách thì cũng là khách quen của khách sạn, thì bọn em đã từng giải quyết những cái sự vụ đấy rồi, không phải là không có, chắc chắn là phải có, nhưng mà chúng ta sẽ tìm cách làm sao
khắc phục và xử lý nó một cách tốt nhất. Khách cũng hài lòng, nhân viên cũng cảm thấy hài lòng, nhân viên cũng không bị những cái hình thức xử phạt của pháp luật. Thì đấy là một, có những cái trường hợp bọn em còn mất cả những cái đồng hồ Rolex mà còn tìm được đó. Anh nghĩ là bọn em đã xử lý cái tình huống này rất là tốt. Và thực ra nó có một cái mình phải gọi đúng là nhân văn. Tức là anh nghĩ rằng là có thể các nhân viên người ta không trung thực, hoặc người ta mắc những sai lầm. Tại trong cuộc đời có những người có mắc sai lầm, nhưng quan trọng là biết sửa chữa những cái sai lầm đấy, đúng không? Tại mình không chặn cái con đường sống và cái công việc của họ. Nhưng nếu những người mà không biết sửa chữa thì rồi cuộc đời họ cũng sẽ không tốt lên được. Còn những người biết, đúng không, xử lý thì họ sẽ trưởng thành và tốt lên. Đấy là một cái bước ngã trong cuộc đời. Nhưng anh thì rất thích cái case, cái chia sẻ này của em, để cho mọi người cũng đây là một cách để mình tham khảo cách xử lý. Cũng may là thời đấy là em mới làm những cái bước đầu tiên trong cái nghề bùa, và cũng học hỏi được. Sếp của em cũng là người hỗ trợ em việc đấy, hướng dẫn cho em làm. Thì đâu đó là mình cũng giải quyết một cách êm thấm mọi thứ. Cả anh bảo vệ cũng như vậy, rất phối hợp để tất cả chúng làm được cái việc đó. Nhân sự trong nhà buồng luôn luôn quan trọng. Nhưng tại anh muốn hỏi em tiếp này. Bây giờ cái thời buổi hiện đại rồi, mọi người có thể dùng một số thứ thay thế được nhân viên nhà buồng. Việc robot chẳng hạn, rồi cách quản lý AI để mọi người có thể giúp cho công việc của mình nó thuận tiện hơn, nó ổn hơn. Thì có mấy vấn đề. Em nghĩ rằng là những cái tự động hóa đấy có thay thế được nhân viên nhà buồng không? Thứ hai là trong công việc thực tế của em, là em có sử dụng những cái kỹ năng quản lý mà mình áp dụng những công nghệ mới rồi AI để cho công việc của mình nó thuận tiện hay không? Và xu thế em nghĩ là như thế nào? Em chia làm hai phần. Thực ra thì em cũng đã trải nghiệm những anh em mình, em cũng làm những cái khách sạn tập đoàn. Và cái khách sạn phố cổ này là một trong những cái mà em cũng có sự trải nghiệm để em muốn tăng thêm cái sự hiểu biết của em về ngành khách sạn. Anh nói đúng, tương lai có thể thay đổi, nhưng nó chỉ là những cái phần công cộng. Em lấy ví dụ như là sảnh, hoặc là những cái khách sạn mà có một cái chỗ rất là rộng rãi để các cái con robot nó làm việc. Còn về nhân viên bể bơi, hoặc robot là bể bơi, đó, là em đã lấy ví dụ như thế. Thế còn về để thay thế nhân viên buồng làm ở trong phòng thì em nghĩ là chưa thể, bởi vì là các cái công việc chi tiết của bộ phận buồng nó hơi khác, mà nó lại còn các cái ngõ ngách khác nhau. Nó không thể là dùng robot để làm được. Hiện tại bây giờ thì các cái tốt nhất là các cái máy móc liên quan đến máy hút bụi, liên quan đến máy đánh sàn, liên quan đến các cái máy móc mà đánh trà tường, thì chúng ta sẽ cố gắng là trang bị làm sao cho mọi người có đủ các cái công cụ dụng cụ để đảm bảo cái việc vệ sinh thôi. Còn em không biết là tương lai có thể thay thế được không. Hiện tại bây giờ, hôm vừa rồi em có đi cùng với bên tập đoàn bên Peridot sang Trung Quốc chẳng hạn, thì người ta room service em cũng thấy lọc cọc con robot lên cũng, nhưng mà em thấy rất thông minh nhá, là khi mà mình vào cùng với lại khách, mình vào cùng thì con robot nó tự động nó nhường mình vào trước, xong nó mới đi vào sau. Em lại thấy nó rất là cũng rất là hospitality, rất là hospitality attitude. Nhưng đấy là cho room service. Nhưng hoặc là nó chạy ở sảnh, nó lau bụi đến giờ đến đấy, xong nó lại chạy vào cái ổ của nó đấy, nó tự sạc. Thì có thể là room service thì được, có thể là làm ở công cộng được, nhưng về buồng em nghĩ là khó. Bởi vì là cần một sự tỉ mỉ, cần một sự lại còn làm chỗ thấp, chỗ cao, lại còn phải làm giường. Giường em nghĩ là robot không thể làm được. Rồi treo khăn, nhặt khăn ra như thế nào, rồi thì nhà vệ sinh lại còn ngóc ngách như thế, thì tương lai em nghĩ là cũng khó. Và đặc biệt là phố cổ thì nó khác, thực sự là khác. Phố cổ toàn bộ nhân viên ở khách sạn giống như một butler của khách sạn 5 sao, phục vụ tận rất là tận tình. Nó gọi là personal touch,
đến từng cái thành viên. Khi khách check in, bắt đầu từ ngoài sảnh anh vào, anh cũng nhìn nhận được điều là thông thường khách khách sạn 5 sao thì khách vào là ngồi quầy lễ tân, nhưng mà nếu mà làm ở club lounge, khách sẽ ngồi ở ghế sofa enjoy welcome drink, rồi thì nhân viên lễ tân ra lấy passport kiểm tra. Thì đấy, ở bên này khách sạn phố cổ thì lại hơi khác một chút. Thì sau này em nghĩ là tương lai để thay thế bằng robot hoặc là bằng AI thì chưa đủ. Giống như là một số khách sạn thì bây giờ đã đi tiên phong, check in online, lên phòng cũng có thể, nhưng mà độ hiệu quả của nó chưa cao. Giống như là ở khách sạn thì nó hơi khác, mọi người vẫn muốn có một cái sự tương tác nhất định, giao tiếp con người với nhau, đúng không? Đúng rồi, nó sẽ tạo ra những cảm xúc, đúng rồi. Đó. Cho nên là tương lai thì em nghĩ là thế hệ sau, em nghĩ là có. Còn thế hệ hiện tại bây giờ thì để thay thế toàn bộ lễ tân hoặc là service đấy bằng một cái technique thì khó. Nhưng technique ở đây nếu mà về phần hệ thống quản lý, em lấy ví dụ như PMS, rồi các cái hệ thống phần mềm để giúp cho cái công việc của mình nó nhanh hơn, giúp một người lễ tân thao tác nó nhanh hơn, tránh vì phải về đi làm từng cái nhỏ như ngày xưa. Giống như thời anh em mình làm Fidelio chẳng hạn, bây giờ Opera, hai cái nó đã khác nhau rồi. Thì bọn em luôn luôn cập nhật cái đấy, luôn luôn cập nhật các phần mềm đấy để hỗ trợ cái việc mà hiệu quả hơn các cái công việc cho nhân viên, đặc biệt là ở bên này. Bọn em làm ví dụ một phần mềm sẽ là bao trùm tất cả mọi thứ để cho tất cả phòng ban để làm thành một hệ thống. Thì đấy là một trong những cái mà em nghĩ là tương lai và hiện tại nó đã phát triển rồi. Và tương lai em nghĩ là sẽ còn nhiều hơn hệ thống số hóa hơn. Ngày xưa mà anh bảo là ra một cái dashboard để cho giám đốc đọc in hàng đống giấy tờ, nhưng bây giờ thì một tờ cái dashboard nó ra từ khách như thế nào, hôm nay đến như thế nào, doanh thu ra làm sao, một tờ lại còn có cả từ ngày, tháng, năm, so năm trước, năm sau, anh nhìn rất dễ, đúng không? Thì đấy là những cái mà hệ thống hỗ trợ. Còn về phần service với khách hàng thì em nghĩ là hiện tại thì chưa thể phát triển được. Nhưng anh nghĩ rằng AI hoặc công nghệ hiện đại có một cái giúp bọn em quản lý, điều hành tốt hơn, hiệu quả hơn rất nhiều. Đấy là ví dụ như đơn giản là khi bọn em có các dữ liệu phân tích. Dạ. Anh nói ví dụ đơn giản như này nhá. Bọn em có theo dõi được là việc sử dụng các hóa chất. Dạ. Như thế nào, đúng không? Nhu cầu trong tương lai ra làm sao, các nhà cung cấp xu thế như nào là AI có thể giúp em rất tốt luôn, đúng không? Và thậm chí mình còn có cả những cái forecast để mình dự liệu trong tương lai. Đúng rồi. Cho nó chuẩn, nó tốt cho mình thì nó làm những cái việc đấy rất nhanh và giúp cho cái việc quản lý của mình nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Thì đấy là một cách. Rồi chính những cái tự động mà cái việc mà xử lý từ âm thanh, ánh sáng rồi nhiệt độ, đúng rồi, cũng giúp cho mình được rất nhiều. Và thậm chí kể cả tiết kiệm được năng lượng, mọi thứ nó rất ổn, đúng không ạ? Thì em nói đấy là về phần hệ thống. Hệ thống thì chúng ta nên phải dùng, đúng rồi. Thế còn về phần software, muốn có dịch vụ tốt thì các human touch, đúng không? Thì vẫn phải cần có con người đấy, đúng rồi. Cái câu chuyện mình đang nói với housekeeping tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng, khách người ta cảm thấy thoải mái. Đấy là phần rất quan trọng của housekeeping. Nhưng anh nghĩ có một phần vô cùng quan trọng nữa. Dạ. Nhiều người không để ý tới. Đấy là khách sạn là một tài sản lớn. Dạ. Và đầu tư rất nhiều tiền. Nhưng cái tài sản này nó xuống cấp nhanh hoặc nó được giữ bền với thời gian, các đồ đạc mọi thứ hay không, phụ thuộc rất nhiều vào người quản lý của housekeeping, đúng không? Đúng rồi ạ. Dạ, vâng. Xin mời bạn chia sẻ. Ở đấy giống như là lúc đầu em đó, chia sẻ với anh. Thực ra thì bộ phận buồng là quản lý một khối tài sản rất lớn của khách sạn. Thông thường là tất cả phòng này, giường này, chiếu này, tất cả mọi thứ. Thế cho nên là cái việc mà giữ gìn vệ sinh các đồ trong phòng này, dùng đúng cách các cái hóa chất này, vệ sinh định kỳ hàng ngày này, thực hiện những cái công việc định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm này. Em lấy ví dụ đơn giản là cái thảm. Nếu mà ví dụ như là thông thường bộ phận buồng sẽ làm rất chi tiết. Em thấy ví dụ như là hàng ngày chúng ta phải bụi này,
trước giờ về và sau giờ về này, để cho cái bụi nó khỏi xuống đến chân thảm này. Thế ví dụ hàng tháng thì chúng ta sẽ giặt, trong nghề nó gọi là giặt bonnet, là giặt trên bề mặt này. Hàng quý sẽ phải giặt cái attraction, nó nghĩa là phải hút lên từ chân này. Ví dụ như thế, thì chúng ta nếu làm đúng được những cái đấy thì đồ đạc của chúng ta sẽ rất là tốt, trải nghiệm của khách hàng cũng tốt và đồ rất bền. Đó, thì cái việc mà tái đầu tư của chủ đầu tư cũng đỡ đi. Thứ hai là cái sự trải nghiệm của khách hàng cũng tốt. Thứ ba nữa là nếu chúng ta làm được như vậy thì là chúng ta thực hiện đúng và hoàn thành các cái công việc và những cái quy trình của bộ phận buồng đưa ra. Em nghĩ là anh chị em đồng nghiệp của housekeeping hiểu rất rõ về vấn đề này. Mọi người luôn luôn có những cái quy trình, có những kế hoạch vệ sinh định kỳ đảm bảo nhất cho cái. Hoặc là em lấy ví dụ thêm một cái nữa, đó là đồ linen chẳng hạn. Linen thì thông thường các khách sạn sẽ phải order khoảng 3,5 đến 4 pa. Ví dụ như là một cái khăn khăn tắm chẳng hạn, thì sẽ đắp 2 cái ở trong phòng, thì phải là 3,5 pa đến 4 pa, thì một cái sẽ đắp vào trong phòng này, một cái là đi giặt này, một cái chuẩn bị thay thế này. Và chúng ta cũng cần phải có thời gian cho cái khăn nó nghỉ, bởi vì là nếu mà giặt xong đưa lên set up luôn thì nó vẫn còn nóng, và cái tuổi thọ xong khách lại dùng nữa thì cái tuổi thọ nó sẽ giảm đi. Vì thông thường một cái khăn chỉ giặt được khoảng hơn 200 lần thôi, thì nếu mà chúng ta có thời gian nghỉ cho nó thì đâu đó nó sẽ được dài hơn. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta đầu tư một lúc đầu nhưng mà cái thời hạn sử dụng nó dài hơn và nó bền hơn cho khách hàng. Cho chính bộ phận buồng để kiểm soát cái việc đấy. Đó. Thì với em khá là quan trọng để bảo đảm một cái khối tài sản lớn của chủ đầu tư, đảm bảo một cái sự trải nghiệm của khách hàng, nó là bộ phận buồng. Các bộ phận khác cũng như vậy thôi. Em nghĩ là khi mà mình đã làm quản lý rồi thì mình cũng hiểu được chung bộ phận nào cũng có trách nhiệm với từng bộ phận của mình, và bộ phận nào cũng sẽ có sự quản lý chung của bộ phận mình, kể cả bếp cũng như vậy, kỹ thuật cũng như vậy. Housekeeping và kỹ thuật nó giống nhau. Kỹ thuật cũng là một khối tài sản rất lớn. Một cái máy phát điện thôi nó cũng phải là đầu tư rất nhiều rồi. Nếu chúng ta không có sự bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng tốt, không có preventive maintenance, không có check hàng ngày, thì em nghĩ là nó sẽ không hiệu quả. Nhưng mà mọi người sẽ có những cái quy trình và để chúng ta thực hiện nó, để chúng ta hoạt động hiệu quả và đảm bảo được cái tài sản của chính khách sạn, cũng như là đảm bảo được cái trách nhiệm mà mình được bàn giao, được giao giao phó. Mình là trưởng bộ phận buồng thì được giao phó cái đó, mình là chief engineer thì được giao phó là các cái đồ đạc, vận hành nó như thế nào trơn tru nhất để không ảnh hưởng đến cái tài sản đó và trải nghiệm của khách hàng. Mình chỉ quan tâm đến hai cái đấy là rất là nhiều. Okay. Đoàn đã làm việc ở các tập đoàn, các khách sạn gọi là branded và unbranded, có nghĩa rằng các tập đoàn quốc tế này có thương hiệu nổi tiếng và các cái công ty hoặc các chủ tư tư nhân. Thì em thấy việc mà làm cho các branded và unbranded đấy thì có cái gì hay và có cái gì dở? Em thấy thì thế này, tại vì là em cũng có sự trải nghiệm của khách sạn branded, và em cũng đã từng làm những cái khách sạn unbranded, không có chưa có cái thương hiệu, hoặc là đâu đó là những cái không phải là một chuỗi, hoặc là không phải là một cái chuỗi của thế giới. Thì có một cái điểm mạnh là tất cả những cái khách sạn thương hiệu quốc tế thì luôn luôn họ có một bộ quy chuẩn. Thứ hai là luôn luôn sẽ làm theo một cái format. Và thứ ba nữa là khi mở cửa một cái khách sạn nào đấy thì sẽ có một đội hoặc là có tất cả những cái tool và cho mình làm. Thì nó sẽ tiện hơn và cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn. Ngoài ra thì cái thương hiệu của họ cũng là tốt. Thế nhưng mà ngược lại khi em làm, khi em có sự trải nghiệm của những vị trí của khách sạn hiện tại em đang làm, thì nó có những cái hay riêng. Mặc dù chưa phải một thương hiệu quốc tế, nhưng mà đội ngũ setup lúc đầu cũng từng là những người làm ở khách sạn thương hiệu quốc tế và đã tạo ra những cái quy trình quy chuẩn khá là tốt. Đặc biệt giống em nhấn mạnh một điều, đặc biệt là về cái phần
chăm sóc khách hàng, thì đúng ra là ở khách sạn phố cổ làm tốt hơn rất là nhiều. Em không nói là bởi vì nó có hai cái lý do. Khi làm ở khách sạn branded hotel thì cái tệp khách hàng của họ khác. Tệp khách hàng của họ sẽ là business hoặc là membership hoặc là travel agent. OTA là một trong những cái mảng không được nhiều cho những cái khách sạn branded. Thế còn thì khách sạn phố cổ, anh cũng từng có sự trải nghiệm đó, thì điều quan trọng nhất là những cái sự đánh giá của khách hàng. Và khách của OTA, khách direct sẽ là hai cái nguồn khách chủ đạo cho những cái khách sạn trong phố cổ. Thì đâu đó cái mảng về TA hoặc là cái mảng corporate hoặc là membership thì chưa được giống như là các khách sạn tập đoàn lớn. Nhưng mà về OTA, về direct thì em nghĩ là những khách sạn phố cổ sẽ tốt hơn rất nhiều. Và em chăm sóc tốt hơn, đúng, cung cấp dịch vụ tốt hơn từng chi tiết cho từng cá thể, dạ, một, đúng không? Dạ, vâng. Và cũng lại có nhiều các doanh thu khác tốt hơn, đúng không? Đúng rồi. Em lấy ví dụ spa, TA, travel agent. Những khách sạn mà branded hotel thì thường là không có quầy tour desk. Nhưng mà ở đây thì chỉ có là concert và tập trung làm tất tật tật. Thì ở đây có transportation riêng, có tour desk riêng, có spa riêng này. Và tất cả những cái doanh thu đấy cũng khá là ổn, mà cũng mang lại là một phần các cái doanh thu cho khách sạn. Ngoài buồng phòng và F&B là hai cái nguồn chính, thì những cái đó nó cũng là một cái target khá là lớn. Và thực sự là phố cổ làm rất tốt về điều đấy. Bởi vì là cái nguồn khách và cái nguồn khách đến khác nhau. Thì khách ở trong phố cổ thường sang đây là đi du lịch, và người ta sẽ sang đây và đặt tất cả các cái tour tuyến xe cộ. Thế còn sẽ khách mà ở khách sạn International Hotel thì membership, corporate, thì họ có xe đưa đón, hoặc là TA rất nhiều bởi vì lượng phòng của họ cũng lớn. TA cũng là một trong, hoặc là MICE, thì TA thì thường là có xe đưa đón của TA rồi. Thì đó là những cái sự khác biệt, sự tinh tế của hai cái là hai cái khác nhau. Thì anh thì thường thấy mọi người nói này, dịch vụ các khách sạn 5 sao hoặc các cái branded hotel ấy thì họ làm rất tốt, nhưng mà mọi người sẽ cảm giác nó hơi lạnh, nó không có cái sự mà nồng hậu hoặc là cái chi tiết tỉ mỉ của các khách sạn như mình đây, hoặc khách sạn nhỏ. Đấy, cũng khoe với bọn anh có cái Ben Maison Parosen Đà Nẵng đấy, là khách sạn nhỏ thôi, boutique, nhưng em biết ranking luôn luôn trong top 10. Và bây giờ ví dụ đang là top số 2 luôn trong toàn bộ gần 600 khách sạn ở Đà Nẵng. Chúc mừng anh. So với tất cả các khách sạn 5 sao, 4 sao. Thì tại vì các bạn ấy cũng giống như bọn em là làm từng chi tiết, từng các dịch vụ rất cá thể hóa, rất tốt. Anh hỏi em về branded và unbranded đấy là bởi vì có lý do. Lý do là bởi vì anh thấy là em là người rất thành công, từ nhân viên nhà buồng đi lên và đã làm trong các tập đoàn quốc tế cho đến các cái khách sạn tư nhân này. Nó là một tấm gương, là một cái trải nghiệm cũng như là mình truyền cảm hứng cho mọi người, để cho các bạn mà đang làm trong ngành khách sạn, đặc biệt là bộ phận housekeeping nhà buồng, để nhìn thấy em cũng như là một hoặc anh Việt của Hotel Job để mọi hướng tới. Nhưng quay lại là em, để trước khi mình kết thúc của cái câu chuyện ngày hôm nay, tại anh em mình còn nhiều chuyện, để sẽ có những buổi khác nữa, hoặc rồi có cái thời gian mình sẽ quay Hotel Tour ở đây để giới thiệu cho mọi người biết được khách sạn em đã làm tốt như thế nào. Nhưng hỏi là thế kế hoạch trong tương lai của em là gì? Thực ra thì em về đây em có hai nhiệm vụ. Một là vận hành chung của hai cái khách sạn ở đây. Ngoài ra thì em còn một vị trí nữa, đó là làm Operation Director của Ban Hospitality. Trong tương lai thì em cũng mong muốn được cùng với lại chuỗi Peridot phát triển hơn, và tham vọng thì cũng sẽ có nhiều khách sạn hơn. Cũng là cái chính sách cũng như là cái định hướng chung của chủ đầu tư cũng như là của Ban Hospitality. Thì em cũng cố gắng làm sao trong thời gian 3 năm, 5 năm tới
em sẽ cùng với lại Peridot phát triển được một cái thương hiệu, thêm nhiều khách sạn mới mang thương hiệu của Peridot. Nếu được tham vọng thêm, em còn muốn không gì ngoài Bắc này, em cũng sẽ vào trong Nam hoặc Nam là Tiến. Nam Tiến hoặc là miền Trung cũng là một trong những cái. Nhưng bọn em sẽ mang tất cả, bởi vì là mission của bọn em là mang văn hóa của Việt đến những cái trải nghiệm của khách hàng. Có nghĩa là tất cả những cái gì của bản địa ở đây bọn em sẽ mang cho khách hàng những cái trải nghiệm. Chính vì vậy mà bọn em luôn luôn là những cái center ở phố cổ, kể cả nếu bọn em có Nam Tiến thì cũng như vậy, thì cố gắng như vậy. Okay. Câu hỏi cuối cùng. Dạ. Em có lời khuyên gì cho các bạn Gen Z hoặc những người muốn vào làm khách sạn? Dạ vâng. Khách sạn là nghề phục vụ, là nghề dịch vụ. Cho nên là chúng ta phải định hướng trước. Khi chúng ta xác định học du lịch hoặc chúng ta xác định làm dịch vụ thì chúng ta phải biết đó là cái nghề dịch vụ. Nhưng nếu chúng ta làm hotel á, là một trong cái nghề mà bao phủ rất nhiều các cái nghề, ngành nghề khác, từ phục vụ, từ cách giao tiếp với khách hàng, từ hiểu tâm lý của khách hàng, mà những ngành nghề khác chỉ ví dụ kế toán chỉ có con số thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm nghề dịch vụ chúng ta biết rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta hiểu rất nhiều văn hóa. Văn hóa từ văn hóa ứng xử, văn hóa của nước này nước kia, văn hóa tiếp của public chính trị như thế nào, văn hóa tiếp VIP như thế nào, trong một cái bàn ăn chẳng hạn, ai phải là người tiếp trước, ai là người tiếp sau. Đấy là một cái mà thực sự là nếu chúng ta bình thường thì chúng ta sẽ không nhận ra. Nhưng nếu chúng ta làm trong nghề du lịch, chúng ta sẽ có tất cả những cái trải nghiệm đấy và chúng ta sẽ hiểu rất rõ. Và khách sạn là một trong những cái mà cho đến thời điểm bây giờ em thấy là sự phát triển của nghề du lịch cho đến hiện tại vẫn tốt. Sau Covid thì bây giờ khách sạn cũng đã quay lại rồi. Và em nghĩ tương lai cũng có rất nhiều các cái cơ hội từ Bắc, Trung, Nam, và nghề du lịch của chúng ta sẽ còn phát triển được nhiều hơn nữa. Bởi vì là robot sẽ không thể thay thế được chúng ta trong quá trình phục vụ. Cho nên mọi người yên tâm một điều là tương lai của mọi người rất là tốt. Ok. Cảm ơn Đoàn rất nhiều. Dạ. Anh chúc cho em, chúc cho chủ đầu tư của chuỗi Paradise sẽ có khách sạn mới. Dạ. Ở miền Nam rồi miền Trung, chúc cho công việc của em tốt hơn nữa, chuỗi của Paradise thành công hơn nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng rằng đây cũng là một case truyền cảm hứng mới cho các bạn, từ nhân viên bộ phận nhà buồng đi lên. Và các bạn đừng quên vẫn like, chia sẻ cho mọi người, và những ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký. Cảm ơn các bạn, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh có một buổi chia sẻ rất là thú vị. Thực ra thì anh giống như là một cái người anh của trong nghề du lịch. Anh đi trước bọn em rất là nhiều. Cũng những buổi chia sẻ như này thì bản thân cá nhân em cũng đã học hỏi được rất nhiều. Và cũng rất mong được là sau này anh sẽ truyền lại cho những thế hệ sau này như bọn em, và sau đó bọn em cũng sẽ truyền cho thế hệ sau này, để chúng ta cùng nhau phát triển cái nghề du lịch tốt hơn. Thì đấy là em nghĩ là không mong muốn của em, anh cũng như vậy. Thì cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn anh.